Tuần qua, Mỹ và các đồng minh trong khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã điều 5.000 quân cùng nhiều tàu chiến tập trận cùng Ukraine tại Biển Đen. Không để phương Tây tự tung tự tác ngay trên sân nhà, Nga lập tức tổ chức tập trận bắn đạn thật. Biển Đen vốn đã nóng bỏng, thêm một lần nữa dậy sóng. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số hôm nay xin gửi tới quý vị bài bình luận NATO điều 5.000 lính khuấy động Biển Đen, Nga lập tức giàn mặt Mỹ-Ukraine. Ngày 28 tháng 6, Mỹ và Ukraine đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân đa phương thường niên Sea Breeze, tức là gió biển 2021 tại Biển Đen. Con số 32 nước tham gia cuộc tập trận năm nay cũng đánh dấu một cột mốc kỷ lục kể từ khi hoạt động thường niên này được khởi động năm 1997. Năm nay, cuộc tập trận dự kiến kéo dài trong 2 tuần với các hoạt động chiến tranh đổ bộ, chiến tranh cơ động trên bộ, lặn, chiến dịch ngăn chặn trên biển, phòng không, tích hợp các hoạt động đặc biệt, tác chiến chống tàu ngầm và tìm kiếm cứu nạn. Mỹ và các nước đồng minh trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng Ukraine huy động khoảng 5.000 binh sĩ, 30 tàu chiến, 40 máy bay, hơn 100 xe tải và xe bọc thép tham gia. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình kênh 1 của Georgia, ông James Apaturai, đặc phái viên của Tổng Thư ký NATO đặc trách khu vực Nam Caucasus và Trung Á cho biết NATO sẽ duy trì sự hiện diện ở Biển Đen để hỗ trợ các đồng minh và đối tác bất chấp quan điểm của Nga. Đại úy Hải quân Mỹ Bobby Dixon, người phụ trách quan hệ công cộng của cuộc tập trận Sea Breeze 2021 cho biết, hoạt động chung này nhằm thể hiện sự đồng tâm cam kết và khả năng của Liên minh quân sự phương Tây NATO và các đối tác trong việc thực hiện tầm nhìn đối với Biển Đen và vùng phụ cận. Hơn 30 quốc gia sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở bên trong lãnh thổ Ukraine và trên các vùng biển và không phận quốc tế. Các cuộc tập trận này phù hợp với các quy phạm và hành vi được quốc tế công nhận, ông Dixon nói. Phía Ukraine tỏ ra hoan hỉ tuyên bố sự tham gia đông đảo của các nước trong cuộc tập trận Sea Breeze 2021 đã cho thấy sự ủng hộ trong phạm vi toàn thế giới đối với sự kiện thường niên được bắt đầu từ 2 thập kỷ trước. Ukraine hy vọng thông qua cuộc tập trận, nước này có thể khẳng định cam kết chung với phương Tây trong giải quyết mối quan hệ với Nga. Phát biểu trong lễ khai mạc tại thành phố Odessa, Tư lệnh Hải quân Ukraine Oleksiy Nespapa cho biết cuộc tập trận nhằm phát đi thông điệp về duy trì sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Cuộc tập trận Sea Breeze 2021 diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa NATO và Moscow đang bị kéo căng sau khi Nga thông báo đã bắn cảnh báo và thả bom trên tuyến hải lộ của tàu chiến HMS Defender của Anh tại vùng biển ngoài khơi bán đảo Crimea mà Nga tuyên bố chủ quyền. Theo Tổng thống Putin, việc tàu Defender tiến sâu vào vùng biển của Nga ở khu vực mũi Fiordland thuộc bán đảo Crimea không chỉ là hành động khiêu khích của Anh mà còn cả của Mỹ vì tàu khu trục trên đi vào lãnh hải của Nga vào chiều 23 tháng 6. Trong khi sáng sớm cùng ngày, một máy bay do thám chiến lược của Mỹ đã xuất kích từ một sân bay quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Hy Lạp. Tuần trước, Đại sứ quán Nga tại Washington đã kêu gọi các bên hủy bỏ kế hoạch tập trận. Bộ Quốc phòng Nga cũng cảnh báo sẽ phản ứng để bảo vệ an ninh quốc gia trong trường hợp cần thiết. Không chỉ sứt mẻ trong quan hệ với các nước thành viên NATO, quan hệ giữa Nga với Ukraine cũng gặp nhiều sóng gió sau những tranh cãi xung quanh việc Moscow sáp nhập Crimea và vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng tại miền đông Ukraine. Căng thẳng giữa hai nước láng giềng đã leo thang tới đỉnh điểm vào đầu năm 2021 khi Nga triển khai một lực lượng lớn binh sĩ tới khu vực biên giới với Ukraine. Trước động thái của NATO ngay trên sân nhà, hiện Nga đang duy trì trạng thái báo động. Trong một thông báo phát đi ngày 28 tháng 6, Trung tâm Chỉ huy Phòng thủ Quốc gia Nga nêu rõ hạm đội Biển Đen sẽ theo sát những tàu chiến của NATO và các nước tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2021. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nghi ngờ rằng cuộc tập trận sẽ trở thành vỏ bọc cho các hoạt động cung cấp đạn dược và vũ khí hiện đại cho quân đội Ukraine, cũng như các lực lượng dân tộc chủ nghĩa đóng quân gần hai khu vực Donetsk và Lugansk, vốn không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Kiev. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ, với các cuộc tập trận chung Sea Breeze 2021, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang biến khu vực Biển Đen từ một không gian hợp tác thành khu vực đối đầu, đặc biệt gây bất ổn tình hình ở khu vực dọc biên giới Nga. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Sea Breeze 2021 với sự tham gia của 5.000 quân nhân đến từ hơn 30 quốc gia không thể gọi là tập trận thường xuyên
mà rõ ràng đây là hành động được tính toán và có sự phối hợp. Bà Zakharova cho rằng rõ ràng mục tiêu của NATO là gây bất ổn tình hình ở khu vực biên giới với Nga và gia tăng nguy cơ xung đột vũ trang. Người Nga cho thấy khi thách thức lợi ích quốc gia, họ sẵn sàng nói đi đôi với làm. Minh chứng là chỉ 2 ngày sau cuộc tập trận của NATO tại Biển Đen khởi động, Kremlin lập tức cho các tàu chiến Nga của hạm đội Biển Đen tiến hành tập trận bắn đạn thật từ ngày 1 tháng 7. Trong cuộc tập trận này, thủy thủ hai tàu đổ bộ lớn bắn vào các mục tiêu trên biển và trên không ở Biển Đen. Cuộc tập trận diễn ra 2 ngày sau khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không tại bán đảo Crimea. Bình luận về động thái này của Nga, đại diện cơ quan tình báo quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky ngày 2 tháng 7 cho biết, Nga đang thể hiện ý đồ gây hấn, song cộng đồng thế giới đang thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và đánh giá rằng năng lực của Hải quân Nga kém xa so với các đồng minh của nước này. Nga đã triển khai gần như toàn bộ lực lượng hải quân hiện có tại đây để giám sát cuộc tập trận. Tuy nhiên, rõ ràng Nga không đủ nhân lực và nguồn lực, ông Skibitsky nói. Trước đó, ngày 22 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hạm đội Biển Đen của Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng thủ ở bờ biển Ban và Baston trên bán đảo Crimea như là một phần của cuộc diễn tập mô phỏng phá hủy tàu nổi của đối phương ở Biển Đen. Phía Nga mô tả cuộc diễn tập khi đã vào vị trí, kíp điều khiển chuẩn bị khí tài phóng để phóng, phát hiện mục tiêu mô phỏng, xác định và khóa nó lại. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong quá trình diễn ra tập trận, các binh sĩ đã thực hành thuật toán tấn công tên lửa nhằm vào tàu chiến mô phỏng của đối phương thông qua các thiết bị điện tử. Thời điểm đó, cuộc diễn tập này được tiến hành ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng họ đang theo dõi chuyển động các tàu chiến của Anh và Hà Lan cùng tàu khu trục USS Laban mang tên lửa dẫn đường lớp Aliberg của Hải quân Mỹ và các tàu chiến khác sắp tiến hành cuộc tập trận Sea Breeze 2021 ở Biển Đen. Cũng trong tháng 6 này, Hải quân Nga cũng đang tiến hành một cuộc tập trận lớn ở Thái Bình Dương ngay cửa nhà Mỹ. Truyền thông Mỹ ngày 21 tháng 6 đăng tải một bức ảnh vệ tinh chụp ngày 19 tháng 6 cho thấy 7 tàu chiến Nga đã xuất hiện tại vùng biển cách đảo Oahu, Hawaii khoảng 65 km về phía nam. Thành phố thủ phủ Honolulu của bang Hawaii và căn cứ quân sự Pearl Harbor Trân Châu Cảng đều nằm trên đảo Oahu. Trang web Mỹ The Drive ngày 21 tháng 6 cho biết một bức ảnh vệ tinh chưa được kiểm chứng cho thấy tàu hải quân Nga chỉ cách đảo Oahu 65 km. Các tàu Nga tiếp cận Oahu bao gồm tàu khảo sát đo đạc biển nguyên soái Masor Krylov, hộ vệ hạm nguyên soái Masor Sapochnikov, hộ vệ hạm hạng nhẹ Soverseni, hộ vệ hạm hạng nhẹ Gromky, khu trục hạm đô đốc Order Tsiden Khapov, tuần dương hạm Vayes và khu trục hạm đô đốc Pantiliev. Bản tin cho biết ba tàu khu trục lớp Alibus của Hải quân Mỹ và một tàu tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển đã bám sát đi kèm các tàu Nga đang tiến gần đảo Oahu. The Star Advertiser của Honolulu vào ngày 17 tháng 6 cũng chỉ ra rằng một tàu do thám của Hải quân Nga đã có mặt ở vùng biển phía bắc Oahu. Bài báo trích dẫn nguồn tin của trang web Viện Hải quân US Naval Institute News nói tên con tàu này là Karelia. Về hoạt động quân sự lớn này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga cùng với lực lượng không quân đang tiến hành tập trận ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương cách quần đảo Kurin 2,5 nghìn hải lý, khoảng 4,6 nghìn km về phía đông nam. Cuộc tập trận có sự tham gia của 20 tàu chiến, tàu ngầm và một số tàu hỗ trợ khác, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa Vayek, tàu khu trục Sapochnikov, các tàu hộ tống Order Tsiden Khapov, Soverseni và Gromky cùng với một tàu ngầm. Ngoài ra, tham gia tập trận còn có khoảng 20 máy bay, trong đó có máy bay chống hạm Tu-142M3, máy bay chống hạm IL-38, máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM, máy bay tiếp dầu IL-78 và trực thăng triển khai trên tàu K-27. Bộ Quốc phòng Nga nói, lực lượng hải quân và không quân đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm tàu sân bay của kẻ địch giả tưởng và một cuộc tấn công mô phỏng bằng tên lửa hành trình vào các mục tiêu trên mặt đất của đối phương. Kể từ khi nổ ra cuộc chính biến lật đổ chính phủ Ukraine năm 2014, cuộc nổi dậy ly khai bùng phát ở miền Đông và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea trong một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi quốc tế, khu vực Biển Đen đã trở thành điểm nóng căng thẳng. Chính quyền Kiev sau đó và hiện tại cũng như các đối tác phương Tây luôn cáo buộc Nga vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của nước láng giềng thuộc khối Liên Xô cũ Ukraine.
mối quan hệ giữa NATO và Nga vẫn chưa hồi phục sau các sự kiện ở Ukraine và Crimea. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki trước đó đã nói trong một tuyên bố rằng Mỹ đã chuẩn bị quỹ ứng cứu khẩn cấp để ngăn chặn Nga tiếp tục xâm lược đối với Ukraine. Trong một bài bình luận được đăng trên tờ báo Đức Die Zeit ngày 22 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi Mỹ và các đồng minh là những bàn tay đen đứng sau sự bất ổn lâu dài của Ukraine. Những động thái biểu dương sức mạnh trên biển kiểu này làm dấy lên sự lo ngại của giới quan sát quốc tế về việc tái xuất hiện cuộc chạy đua vũ trang như thời kỳ chiến tranh lạnh. Câu hỏi đặt ra là ngân sách quân sự của Mỹ gấp 10 lần Nga trong trường hợp này liệu có thể chống lại Mỹ có hiệu quả hay không? Giải đáp thắc mắc này, Đại tướng Sergei Shoigu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga từng nói rằng Nga không muốn cạnh tranh với Mỹ trên tất cả các mặt trận bởi vì ngân sách quân sự khổng lồ của Mỹ được chi giải ra cho các căn cứ quân sự trên khắp thế giới. Họ có tổng cộng tới 170 căn cứ như vậy. Riêng chi tiêu quân sự của Mỹ ở Afghanistan đã tương đương với ngân sách quốc phòng một năm của Nga. Bộ trưởng Shoigu nói người dân Nga không cần phải lo lắng về năng lực quốc phòng của nước này vì tiền của người nộp thuế ở Nga được chi tiêu hợp lý. Nước Mỹ chi cho các nhà thầu quân sự tư nhân và các tàu sân bay rất nhiều tiền. Chúng ta không có ý định tấn công bất cứ nước nào, cho nên Nga liệu có thực sự cần tới 5 đến 10 nhóm tác chiến tàu sân bay để làm gì? Ngân sách quốc phòng của chúng ta chỉ đứng thứ 7 trên thế giới, ngay cả Ả Rập Saudi và Nhật Bản cũng nhiều hơn chúng ta, Shoigu nói. Điều quan trọng nhất là Nga đã rất hiệu quả trong chi tiêu quân sự. Đó là sự chi tiêu chính xác được thực hiện dưới sự chỉ huy chặt chẽ của cấp cao nhất. Ông Shoigu nói, nếu Nga bị tấn công, họ cần có những vũ khí có thể đối phó được với các nhóm tác chiến tàu sân bay của kẻ thù. Chúng không chỉ rẻ hơn mà còn có hiệu quả rất cao, đồng thời thẳng thắn cho rằng Mỹ hiện quá tự tin và ưu thế của bản thân họ có thể khiến họ nảy sinh ra các quan điểm không hợp lý, dẫn đến trở thành một mối đe dọa lớn đối với Nga và các nước khác. Đồng thời, ông Shoigu cũng nhấn mạnh mối đe dọa đến từ bên ngoài đối với Nga chưa hề giảm đi, đặc biệt là sau khi Mỹ bãi bỏ hai hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân. Điều này khiến cho thế giới càng trở nên khó lường và không an toàn hơn. Ngoài ra, ông Shoigu cũng phê phán Mỹ quen sử dụng chiêu bài vì lợi ích của người dân các quốc gia khác để tiến hành can thiệp quân sự trên khắp thế giới. Ông đặt câu hỏi, họ đã mang lại dân chủ phồn vinh cho quốc gia nào, Iraq ư, Afghanistan ư hay Syria? Ông nói thêm, cho dù bằng cách can thiệp quân sự hoặc các phương thức khác, Mỹ dường như không bao giờ mất đi ý muốn hủy hoại các quốc gia khác. Đại tướng Shoigu tuyên bố, quân đội Nga ngày nay đã trở thành một quân đội luôn sẵn sàng chờ lệnh. Hiện nay, tất cả các đơn vị quân đội của chúng ta lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng. Ông chỉ rõ, các bãi tập của Bộ Quốc phòng Nga đã được sử dụng để đào tạo 80% quân nhân tại ngũ. Kể từ năm 2012 đến nay, số lượng đạn pháo được sử dụng bắn trong các cuộc tập trận đã tăng gấp 5 lần. Bình luận quốc tế báo Nghệ An số này xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!